8 ngày nữa mới diễn ra lễ tang của diễn viên Đức Tiến tại Mỹ, gia đình sẽ là một điều đặc biệt. Đại diện gia đình đã lên tiếng cập nhật thông tin lễ tang và an táng diễn viên Đức Tiến tại Mỹ. Tối 21 tháng 5, ca sĩ Chi Di Phương Trinh thay mặt gia đình công bố thời gian và địa điểm diễn ra tang lễ của diễn viên Đức Tiến tại Mỹ. Theo nội dung trên cáo phó, lễ nhập quan và phát tang diễn viên sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 29 tháng 5. Sau đó nghệ sĩ, người thân có thể đến viếng. Linh cữu nghệ sĩ Đức Tiến sẽ được an táng vào 11 giờ ngày 30 tháng 5 tại một nghĩa trang ở California, Mỹ. Bình Phương, vợ Đức Tiến và con gái 4 tuổi tên Mai Phương, bé Mèo là hai người đại diện gia quyến tổ chức tang lễ cho nam diễn viên. Tương tự như tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài vào tháng 12 năm 2020 tại Mỹ. Người nhà diễn viên Đức Tiến sẽ livestream các diễn biến để người hâm mộ, đồng nghiệp từ mọi nơi có thể theo dõi và tiễn biệt người quá cố. Ngoài những nghi thức tang lễ thông thường, dàn nghệ sĩ còn tổ chức thêm chương trình văn nghệ để tưởng niệm Đức Tiến. Hiện tại, mẹ ruột và gia đình của diễn viên Đức Tiến tại Việt Nam cũng tổ chức lễ viếng ở nhà riêng tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5. Những ngày qua, bạn bè và sao Việt đã đến chia buồn với gia đình và thắp hương tiễn biệt nam diễn viên văn số. Đức Tiến qua đời vào tối 18 tháng 5 tại Mỹ. Nam diễn viên đến chơi nhà một người bạn, sau khi xẻ mít thì bất ngờ ngã ra sàn. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng Đức Tiến không qua khỏi do nhồi máu cơ tim. Khi được hỏi về việc sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối, bà Ngọc Ánh chia sẻ với chúng tôi những ngày qua do quá bận rộn nên chưa chuẩn bị giấy tờ. Bà không kịp sang dự tang lễ của Đức Tiến nhưng sẽ cố thu xếp quà để viếng mộ phần con. Mẹ Đức Tiến nói, tôi chưa làm gì hết, mấy nay chưa thể làm được. Tôi chỉ mới chụp hai tấm hình để đó, giờ không có đầu óc, từ từ đi. Tôi nghĩ giờ qua thì mọi chuyện đã xong rồi, cũng đã an táng rồi. Thôi để mọi việc xong xuôi hết, từ từ tôi cũng sắp xếp qua. Tiến không có thiêu, sẽ an táng bên đó. Mẹ ruột chia sẻ biết tình hình con dâu ở Mỹ đang lo rất nhiều việc nên cũng không hỏi liên tục vì sợ làm phiền. Sau khi Đức Tiến qua đời, bà Ngọc Ánh cũng không can thiệp vào cuộc sống của cháu nội và con dâu. Vì xa cách về địa lý, múi giờ nên hiện tại bà chỉ ở nhà lo lễ viếng cho Đức Tiến, còn mọi việc ở Mỹ do Bình Phương sắp xếp. Ở bên đấy bây giờ người ta rất trộn rộn, tôi cũng không muốn làm phiền. Để khi nào xong xuôi hết thì tôi mới nói chuyện chứ giờ có nói thì cũng không làm được việc gì hết. Bây giờ tôi cũng chưa cập nhật được tình hình của cháu nội. Bên đó bé cũng có ông bà ngoại. Cuộc sống của họ để họ sắp xếp chứ tôi đang rối trí, không có cập nhật được gì hết, mẹ Đức Tiến chia sẻ. Sau khi Đức Tiến đột ngột qua đời, Bình Phương nhắn nhủ chồng, anh nhớ không, anh đã hẹn em kiếp sau, anh nhớ giữ lời nhé. Em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều. Em và con yêu ông xã rất nhiều. Đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bé Mèo, con gái 4 tuổi của diễn viên Đức Tiến gây xót xa khi thắp hương cho bố và nói, ba được đi thăm Chúa, sao bé Mèo với mẹ không được đi?